em lợi lỏ đấy, tấn lợi Villarreal, team Villarreal trời, team này đẹp vãi rồi, team này bạn ấy kiếm được hơi bị hay. Chúng ta có những quả cầu thủ nó thực sự là hàng sưu tầm anh em. Đây quả này Danjuma, chú này thì tôi đá nhiều mùa rồi, AI khá đần. Tôi chắc là cũng không tin được là con này nó hay đâu, nhưng mà đây là con hàng key của bạn ấy, Danjuma. Chú này thì nhiều team color, có cả team color Tottenham, Villarreal, Everton, Tottenham cho mượn, bô mượt đấy, đá cả bô mượt luôn. Cơ bản là vì đá nó cũng không hay lắm nên là nó cứ trôi giạt như vậy. Không có Falkland, chắc là vì bạn ấy chưa thể tìm được một con Falkland cộng 8, chưa tìm được. Nó cũng khó anh em ạ. Gerard Moreno, chú này thì khá là giống Raul Gonzalez. Đây, tốc độ lên nó chung 140, dứt điểm 141, chọn vị trí 142. Đây cũng sẽ là một Raul phiên bản fake. Còn Pino này thì lởm. Nào, tiếp theo nào, con hàng tiếp theo nào. Lo Celso, hàng này chắc ngày xưa mở ra cũng có thể là đập. Một team mà bạn ấy phải sưu tầm, tôi nghĩ là thực sự xịn quá. Còn cậu 9 rồi, Paul Torres và Raul Albion. Hai con này thì ngoài đời năm ngoái năm kia khá là hot, à, bây giờ thì cũng bớt hot rồi. À, tốc độ không cao lắm. Albion, Paul Torres, Moreno 136, con này chạy 136 này. Nhưng mà hai con này thì chạy rất là chậm, cộng 9 nhưng mà chỉ có 116 thôi thì đá nó sẽ khó. Những cái team như thế này thì cũng giống như ngoài đời thôi, đá low block thì tốt, còn mà đá theo cái kiểu này thì không tốt, mượn rồi mua thẳng. Như vậy team này là có 19 ông Villarreal anh em ạ. Bật cái phần team color lên. Thủ môn thì có Diego Lopez thì tôi nghĩ là uy tín hơn so với lại là Rulli. Rulli hiện tại là một thủ môn đang bắt chính ở team này, lý do là vì chơi chân khá tốt. Nhưng mà chắc chắn là bắt thì sẽ không bằng Lopez được, vì Lopez cao tới 1m96, nặng 89kg thì nhỏ. Và Lopez này cũng là một thủ môn đã xuất hiện trong game khá là lâu rồi, cho nên là cái độ uy tín của nó sẽ cao hơn. Đội hình này đá có thua ai không thì có chứ anh em. Đây là team nó mang cái giá trị sưu tầm, chứ còn gặp cái đám Gullit, cô béo các thứ thì vẫn không ăn được là chuyện bình thường. Team này bạn ấy mang đến một cái giá trị sưu tầm cao, anh em mình xem thấy cảm thấy vui hơn, và bản thân cái người chơi ấy, người ta cũng sẽ có một cái nguồn cảm hứng nhất định với game khi mà người ta xây dựng những cái đội hình kiểu như thế này, nó mang lại cái cảm hứng chơi game. Chứ còn cặp Gullit thì vẫn nằm xuống thôi anh em ơi. Và hiện tại team thì đang chấp đến tận hơn 20 lương, chấp hơn 20 lương. Nếu mà mình xài con Diego Lopez thì chấp còn sâu nữa, chấp 25 lương. SND Quốc Cường gửi 5.000 lớp du BB. À, đá team gì đó? Mình đang đá team Villarreal. Yeah, ban bật đó, đó là những tình huống ban bật đó. Gerard Moreno, Raul phiên phẩm fake. Đấy, Moreno rất giống là Raul Gonzalez. Moreno. Đây rồi. Pino. Phát game vào lại nó nhận cái ấy rồi, nó nhận cái GeForce Experience rồi anh em ơi. Tôi vẫn đang còn giữ lời hứa với anh em mà, Arsenal mà vô địch EPL mùa này tôi đã đi cạo đầu, tôi đã nói rồi mà, tôi nói từ đầu rồi mà. Anh em thấy Sơn Chí Mơ bên trong đây rồi, một chiếc cúp
danh giá chờ đợi hàng 20 năm thì dăm ba cọng tóc là cái gì đâu. Ngon luôn, ngon luôn. Pino được. Moreno, ui hơi non. Pino spotlight cậu 9. Pino, trời ơi, xuyên gôn luôn à. À không, đây là Parejo chứ không phải Pino. Nào nào, có Pino sút vào thì hơi bất ngờ, nhưng Parejo thì không, chú này sút được. Anchuma sút, đó là Lo Celso. Chú này chỉ đá được mỗi là chân trái thôi, mà chú này chỉ số sút cũng không cao, nhưng mà vẫn ăn là quả vừa rồi. Sút hơi lỏ nhưng đã vào. Anh lên siêu sao bao giờ chưa? Chưa anh em ạ. Toàn đá chuyên nghiệp. Siêu sao toàn người đá hay. Không đá được. À, Danjuma. Parejo này hay nhá. Nhưng con Pino thì chưa hay lắm. Pino cao 1m7 đánh đầu. Dấu tên gửi 10.000. Hôm trước anh nợ em kèo giao lưu anh ơi. Tên VSTLNH. Ok ok. Hôm nay anh trả luôn. Anh trả luôn. Rồi. Người thường xuyên hôn lên cái đầu của Mate chính là Logan Bangler. Một cầu thủ người Việt Nam. Anh Bàng. Ta vẫn hay gọi là anh Bàng Lơ. Hai tổng thống Bàng Lơ Bờ Lăng. Trời ơi, chỉnh thủ môn với chúng tôi nè. Tôi đọc ở đâu đấy thì Owen là có huy chương bạc về thi toán quốc gia. Cho nên là khi mà sự nghiệp nó bắt đầu nó đi xuống thì Michael Owen chuyển sang là buôn bán bất động sản. Nên là cũng giàu lắm. Kiếm trác nó cũng ác. Nhưng mà như vậy rồi thì người ta không có chuyên tâm vào về bóng đá nữa. Nhưng mà đấy là một hướng đi đúng. Guti không phải là một ông dở, nhưng vấn đề là đội cho Guti vào nó chả có tác dụng gì mấy. Guti nghệ sĩ truyền hay nó không tác dụng gì mấy. Rồi Ivan Henguera, rồi thì Fernando Hierro. Real lúc đấy o bế những cầu thủ đấy, thành ra là họ không thành công thôi, chỉ được cái thành công về mặt hình ảnh, còn chất lượng không được. Hơi bị khác nhau nhá. Đây rồi, Parejo. Đây rồi. Nãy giờ Danjuma ghi bàn hơi bị nhiều, chưa thấy em lợi lỏ trả kèo. À, team này cũng là, cái đội hình này là một cái đội hình đá khá ổn anh em nhé. Lúc mà đá thì anh em bật F3, F4. Đội bạn mà tạt nhiều thì tắt F4, còn không thì cứ để. Rồi, trải nghiệm xong cái đội hình này rồi anh em. Đây là một cái team nó mang cái cảm hứng anh em, cái nguồn cảm hứng khá là vui nhộn. Đấy, hiện tại thì Gerard Moreno cũng là một con khá là hay này.
Pino này thì bạn ấy ép lên cộng 9 xịn vãi. Danjuma là hàng hiếm phải ép. Còn Parejo này tôi khá là bất ngờ vì nó sút xa tởm thật. Sút 134. Parejo. Con này hay nha. Moreno, Albion, Pau Torres, rồi Peraza đều là những con cộng 9. Hôm nay không thèm cho Goncalo Guedes vào luôn. Guedes này thì là một con trộm chó anh em, đá cũng được, dê dắt các thứ ngon. Chẳng qua là hôm nay tôi muốn đá con Pino thôi. Chứ còn nếu mà cho Goncalo Guedes vào cũng được này, con này cũng được này. Hôm nay thì cũng review được quả đội hình Villarreal. Khá là đi sờ tím rồi, đẹp vãi. Team Villarreal là một content rất là hay. Áo đội này lại còn màu vàng nữa. Màu áo tôi yêu, tôi thích. Cảm ơn vì đã theo dõi hết video. Hãy bấm đăng ký theo dõi kênh của mình và nhớ bật nút chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.